và chào trân trọng nhất ạ. Vâng, và trước khi đến bước phút đầu tiên thì cho Helen tâm sự một tí được không ạ? Thật sự là Helen là một ca sĩ chuyên về dòng nhạc trẻ và nhạc đen, đúng không ạ? Và tất cả mọi người đây chúng ta đã biết đến với Helen với những ca khúc như là Say, những cái album như là Don't Stop Anh Lương Dâu Huy, những cái ca khúc nhạc trẻ không ạ? Nhưng ngày hôm nay lần đầu tiên Helen về đây với một tư cách là một Phật tử ạ. Và về đây Helen được mặc chiếc áo dài như thế này thì nó không đúng với sở trường của mình lắm, nhưng mà hy vọng các cô chú ở đây sẽ yêu thương Helen như những người con ở phương xa đến đây được không ạ? Chúng ta hãy dành nhau một tràng tay thật lớn tình cảm với gia đình được không ạ? Quá tuyệt vời ạ, rất tuyệt vời ạ. Và hôm nay rất vinh dự, thật sự rất là xúc động vô cùng khi được đến đây và đứng đây và hát cho tất cả cô chú đây nghe. Và hy vọng nếu mà có sơ suất gì mong cảnh thì chúng ta bỏ qua cho Helen được không ạ? Vâng, một ca khúc được góp mặt trong 300 ca sĩ nghệ sĩ Việt Nam chúng ta, với ca khúc này của nhạc sĩ Bắc Bách Bi và có tên Đạo Làm Con ạ. Anh nghĩ xuyên ngày ta tìm về đây đâu, chỉ một giây thôi.
hết trơn, với bài hát rất ý nghĩa. Vâng ạ, xin cảm ơn nhiều ạ. Vâng, rất là cảm ơn những tình cảm của cô chú hôm nay, rất là thầy ạ. Vâng, rất là vinh dự hôm nay được đứng đây, được nhận tất cả tình cảm của cô chú đây. Và hy vọng chúng ta sẽ mãi nhớ đến nhau được không ạ? Một tràng tay thật lớn để tạm biệt nhau được không ạ? Một tràng hóa tay tạm biệt nhau. Kính thưa quý vị, những tràng hóa tay tất cả vì khích lệ rất nhiều cho ca sĩ.